Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Nên cùng với các địa phương trên địa bàn huyện Long Điền, công tác chuẩn bị bầu cử được thị trấn Long Hải đặc biệt quan tâm để ngày hội bầu cử diễn ra thành công. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn diễn ra thành công, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử thị trấn, xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác bầu cử. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến cán bộ, công chức, hội viên và toàn thể nhân dân. Nhiệm kỳ 2021-2026, số đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn là 30 người. Đến nay, số người được giới thiệu ứng cử là 52, trong đó đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 38,46%, độ tuổi dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ 17,3%, số người ngoài đảng chiếm 17,3%, đại biểu tái cử chiếm 62,68%. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử. Hiện nay, thị trấn Long Hải đang tiến hành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử. Đồng thời, tiến hành rà soát số lượng cử tri cũng như chuẩn bị các khu vực bỏ phiếu để bảo đảm thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu. Công tác rà soát đã tiến hành và một cái bước nữa là đã rà soát rồi và đưa cái danh sách về để ủy ban thống nhất với nhau là danh sách cử tri đó và sẽ niêm yết cái danh sách đó trong thời gian tới để cho trước khu phố và đồng thời cho bà con xem mình có tên trong cái bản niêm yết danh sách cử tri trong cái ngày bầu cử đó không, là cái bước cuối cùng để thống nhất thẻ cử tri và những người được quyền lợi bầu trong cái ngày 23 tháng 5. Là địa phương vùng biển nên thị trấn Long Hải có nhiều cử tri là ngư dân thường đi đánh bắt xa bờ dài. Vì vậy, Ủy ban bầu cử thị trấn Long Hải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ ngư dân, tổ hợp tác, đoàn kết để nâng cao ý thức trách nhiệm cử tri, sắp xếp thời gian bỏ phiếu, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngư dân được phát huy quyền làm chủ của mình. Thì ở đây có khoảng 170 tổ dân cư thì chúng tôi sẽ mời họp, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ phối hợp tuyên truyền để cho người dân người ta cùng nắm bắt được cái ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là ngày 23 tháng 5. Thì những cái chuyến mà đi biển này nọ thì người ta cũng có thể là sắp xếp thời gian để người ta thực hiện cái quyền và nghĩa vụ của mình. Ủy ban bầu cử thành phố Bà Rịa vừa kiểm tra công tác tuyên truyền của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Phước Hưng. Báo cáo với đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử thành phố Bà Rịa, Trưởng ban tuyên truyền Ủy ban bầu cử phường Phước Hưng cho biết đã xây dựng và triển khai các kế hoạch đúng quy định, đúng tiến độ với nhiều hình thức. Đến nay, phường đã phát hành 30 bộ hỏi đáp tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh của phường, thực hiện 40 mét băng rôn, 30 mét pano đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, trung tâm văn hóa học tập cộng đồng, trường mầm non, trụ sở ba khu phố. Phường cũng chú trọng tuyên truyền trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đoàn thể đến 1.500 lượt người. Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử thành phố Bà Rịa đề nghị phường Phước Hưng tiếp tục duy trì đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bầu cử, trong đó tăng cường tuyên truyền bằng xe lưu động, khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị, âm thanh tại các khu phố ấp, đảm bảo phục vụ tốt cho ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới.